Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay mình quay bà con xem đó là vườn chanh dây của anh Hiên ở Krông Anna, hiện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Thì đây vợ chồng anh rất là vui sau khi mà được hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật về vườn chanh dây từ lúc mới trồng, từ cây bơ đến cây chanh dây á, thì vợ chồng anh rất là vui vẻ và rất là thích. Thì hôm nay mình tới thăm vườn, thứ nhất là thăm vườn chanh dây và thứ hai là thăm vườn bơ của anh luôn. Thì anh rất vợ chồng rất là vui vẻ vì là xung quanh ở huyện này á, ngay chỗ xã Ena, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk á, thì toàn bộ khu vực này chanh dây đều bệnh hết á. Nhưng mà cái vườn chanh dây của anh là không có bệnh. Nó cũng có bệnh sơ là do đợt Tết á, thì vợ chồng mãi ăn Tết quá, không phun được thuốc, thì đã bị côn trùng chích thuốc một số đoạn, thì anh chị cũng khắc phục là phun thuốc, là cắt bỏ những cái trái bệnh đi để tránh tình trạng lây lan. Thì đối với cái chanh dây á, thì giai đoạn mà từ tháng 2 đến tháng 3 dương lịch 2018 này á, thì bà con chúng ta giá thành rất là cao, nó tăng rất là cao, từ 20 đến 30 nghìn một ký. Thì nông dân chúng ta ai có chanh ở giai đoạn này thì rất là trúng. Thì cái vấn đề mà bà con chúng ta đang thắc mắc á, là trồng chanh dây và những cái phương án mà phòng và chữa bệnh á, làm sao cho nó không bị bệnh và đạt được năng suất cao, thì mình cũng hướng dẫn chia sẻ bà con rất nhiều clip rồi. Thì chúng ta nên phun cái nano bạc đồng hợp kim đó, với cái đồng oxyclorua chúng ta phun xen kẽ vào, và quan trọng nhất là vẫn côn trùng chích thúc. Và cái thứ hai nữa là công tác thăm vườn kiểm tra mức độ gây hại của côn trùng chích thúc, vì cái nguyên nhân chính vẫn là côn trùng chích thúc á lây lan cho chúng ta, lây từ cây này sang cây khác và khiến cho cây dây chúng ta nó bị nhiễm bệnh. Nhưng mà con chúng ta không biết được cái phương án khắc phục như thế nào thì cho nó hiệu quả, để tránh tình trạng mà chanh chúng ta bị bệnh thì chúng ta khắc phục rất khó. Thì hầu như những năm gần đây thì bà con dân ta trồng chanh dây á bị lỗ rất là nhiều, do bị bệnh virus phấn trắng sáng đọt rồi vàng lá rồi chết chung là ngập úng đó, thì cũng rất là nhiều bệnh. Thì bên trái cây thơm mùa Đắk Lắk đã quay cũng rất nhiều video rồi, thì lâu nay về chanh dây thì mình cũng rất ít là quay. Dạo này bên trái cây thơm mùa Đắk Lắk đang tập trung rất là nhiều về công tác là bơ xả nhị ra hoa. Thì vườn này mình quay chanh dây nhưng rất là mê, và vườn chanh dây rất là mát, trái rất là nhiều và lớn nữa. Bà con xem à, quay clip này hồi lúc ngày 18 tháng 3 2018 dương lịch đó, thì vợ chồng anh Hiên cũng rất là vui, cũng rất là mừng là cũng có doanh thu. Tiêu thì hạ thì cũng rất buồn, nhưng có cái động lực mới lại là cái chanh dây rất là đẹp. Thì vườn này mình công nhận là vườn đẹp nhất ở cái xã Ena này, Krông Anna. Thì hoa đợt này, lứa này thời tiết nó rất là thuận lợi và đậu trái rất là nhiều, một số cái thì nó bị chích thúc gia cấp đó. Mình quay kiểm tra và xem. Thì cái này công tác đi kiểm tra thực tế cũng có dặn dò cho vợ chồng anh là phun thuốc cho đúng lịch và đúng chu kỳ để tránh tình trạng mà bệnh nó phát. Khi bệnh nó phát chúng ta cứu chữa thì mất tốn thì sẽ tốn rất nhiều chi phí bà con. Thì clip này mình quay để cho bà con chúng ta ai có chanh dây á, hay có bơ á, trồng sen như mô hình của anh Hiên ở xã Na, thì có thể tham khảo này với mô hình của anh. Thì anh cũng chia sẻ tiêu cũng chết hết, thì anh cũng trồng sen tiêu luôn, lấy trụ tiêu này anh trồng chanh dây luôn. Thì đây là toàn bộ cái vườn chanh dây của anh. Thì cái này mình quay đi hết vườn luôn, thì bà con cứ theo dõi clip nha. Xin cảm ơn bà con ạ.